để em làm hoài em thấy tội quá, cái em mới nhảy vô làm chung luôn. Thường á vợ em sẽ qua bên chỗ của em làm, xong rồi qua chỗ em làm là cứ hai vợ chồng cứ thức trắng vậy, thức trắng suốt 3 tháng liền. Thì lửa gần rơm này lâu ngày rồi làm cũng biết. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xin chào. Đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ, tất nhiên là em đủ. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thuận, cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chị. Không có rung gì hết trơn nè, giống như tâm sự nỉ non á nha. Em là Trọng Hiếu, năm nay 26 tuổi. Công việc của em hiện tại là animator, làm phim hoạt hình với lại làm game. Hiện giờ em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em đi, cô bé xinh xinh. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Hà Diễm Anh. Em năm nay 25 tuổi. Em làm chung công ty với chồng em, làm về game và hoạt hình. Có hai đứa chung công ty luôn, chung bộ phận luôn. Vậy là bạn này hơn bạn này 1 tuổi. Dạ. Có nghe nè, hai em chắc không bao giờ già đâu. Tại vì làm cái công việc hoạt hình. Hoạt hình. Đúng không nào? Say mê hoạt hình mà. Quê lắm. Sao em vẫn già mà. Không phải, tại vì nói chung là bây giờ kể cho anh nghe coi, hai em lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? 15 tháng 1 năm 2018. 2018 là mới năm ngoái thôi. Dạ. Ừ. Thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà tới cái lúc mà đi ăn trưa á, vợ em lúc đó y như thằng đàn ông vậy. Vợ em mắc cười lắm, kiểu người nhỏ xíu thân thắt à, mà mặc quần jean dài, cái xong rồi cứ mỗi lần đi là sải chân dài dài á, mà bước đi ao ao à, mà tới giờ ăn cái anh em đi ăn, rất là mạnh mẽ, rất là manly đúng không? Rất là manly. Em quá trời ơi, cái gì vậy trời, kiểu lần đầu tiên em gặp kiểu con gái như vậy. Tiếp xúc thời gian sau thì em mới thấy là không, thật ra vợ em có những cái nữ tính mà em cũng chưa gặp bao giờ. Ví dụ như là trong cái lúc ăn á, vợ em lấy đũa phát cho mọi người những cái phần đũa dư á, vợ em sắp đầu này qua đầu kia rõ ràng, xong rồi lại để cái đầu ngược lại á, vô trong ống đũa. Cái em nói wow, ô cái bạn nam tính này mà cũng nữ tính vậy ta. Cái bạn nam tính này cũng nữ tính vậy ta. Cái bạn nam tính này coi bộ cũng nữ tính à. Thì còn em thì sao? Em thì ngược lại là em có ấn tượng hơi xấu với chồng em. Lúc mà vô công ty thì tướng em là nhỏ nhỏ người rồi, nên thật là em rất ghét những người nào mà cao. Em chỉ thích những người vừa vừa thôi, tầm 1m7 là đẹp rồi. Nhưng mà chồng em thì lại tới 1m8, lận bự quá, nên em nhìn em cũng hơi sợ. Thứ hai là em ghét con trai nói nhiều. Mà ông này là ông bơ bô cái mỏi lắm ạ. Suốt ngày vô công ty là nói nhiều mà nói lớn lắm. Nói nhiều mà còn nói lớn. Dạ, nói nhiều nói mà còn tính tự cao nữa. Nên em xuống đầu em ghét lắm. Mặc dù đi ăn chung á, nhưng mà em không thích đâu. Còn khi nào thì mới có ấn tượng tốt đâu? Có một cái lần đứng trước mọi người anh nói thôi, anh kêu là nay có ai đi cà phê không? Thì em lúc đó cũng hơi chán, mà em mới kêu là thôi em đi chung với anh. Thì sau đó thì tụi em mới đi chung với nhau, rồi nghe anh rồi nói chuyện tâm sự thôi. Lúc đó là anh có người yêu chưa? Dạ lúc đó là chưa, lúc đó cũng mới chia tay. Sau đợt đó về là lúc nào cũng nhắn tin cho vợ em. Mà nhắn tin là nhắn thâu đêm suốt sáng. Vợ em thì được cái tư vấn tình cảm ghê lắm chị. Lúc đó em nói suốt ngày suốt đêm kêu vậy hả anh, sao lúc đó anh không làm vậy, sao lúc đó anh không làm kia. Theo em tâm lý của em lúc này là phải nên như vậy, anh nên là thế này thế kia thế nọ. Wow, cô bé này sao tâm lý vậy. Kiểu em rất là kiểu như là thích vợ em cái lúc đó. Tại vì vợ em là thuộc tiếp người dạng lắng nghe. Thật sự là cái lúc đó em cũng có tâm trạng là ủa sao phiền thế không biết. Nhưng mà tuyệt bóng người mình thấy người ta đang buồn thì thôi mình cũng tội nghiệp đúng không? Giờ mình thấy tội nghiệp. Thôi mình chịu khó mình nghe. Có hôm mà em ho, em bị ho liên tục, bỗng vẫn gọi điện ổng bắt em ngồi nghe và ngồi phải nói chuyện với ổng thôi. Trong khi 7 giờ sáng thì em phải đi làm mà bắt em ngồi nghe tới tận 4-5 giờ cơ. Trời ơi, sao em muốn nói là tôi mệt quá rồi. Tôi không còn đủ sức để tôi nghe anh tâm sự nữa rồi. Sao nói thật đúng ra con bé nó mập lắm đó. Tại sao em vừa nghe mà em phải em nhắm mắt em nghe để em mới nói lại như vậy. Bị suy dinh dưỡng bởi vì những đêm nó phải thức trắng. Rồi xong sao rồi tâm sự kiểu đó trong bao lâu thì em bắt đầu chính thức tỏ tình với cô này? Tỏ tình thì không có hẳn, nói chuyện qua lại thì bắt đầu tụi em mới có tình cảm với nhau. Bữa đó vợ em thì có sở thích chơi game. Sau đó vợ em lại có một cái nhóm mà toàn là bạn trai thôi. Cái vợ em nói là thôi hôm nay tôi đi chơi với trai. Tự nhiên em thấy khó chịu vậy. Em quạo, em nhắn tin kiểu quạo là tối hôm đó là về, cái xong hai người kiểu nói chuyện với nhau rất là sượng. Cái xong lúc đó em mới nói thôi hay là mấy người làm em gái tôi đi. Lúc đó vợ em trả lời cái chuyện mà tôi là em gái của anh hay không không phải là do anh quyết định mà là do tôi quyết định. Tự nhiên vừa mới quen người ta cái đòi đưa người ta làm em gái. Xong rồi lúc đó là em đã có tình cảm với chồng em chưa? Dạ chưa rồi.
chưa luôn mà sao chịu làm em gái đi. Em nghĩ là vẫn chưa có tình cảm gì hết, mà em cũng không ghét nữa, nhưng mà biết đâu chừng thì cũng thả thính được. Không, thật ra là lúc đó cũng đã thích rồi đúng không? Thật ra thì cũng có, cũng không hẳn là thích nữa, nhưng mà cũng có để ý đó. Có để ý. Tại vì trước đó chồng em cũng làm em cay một cú, nên lúc đó em cũng hơi suy nghĩ lại. Cái lần mà em nói là kể đi cà phê, lúc đó tầm 9-10 giờ rồi, xong chồng em có hỏi em là hay thôi trễ rồi anh đưa em về ha. Em nói kêu là thôi em tự về được, chồng em đi trước em đi sau. Đến đoạn kia chồng em dừng lại, em tưởng là chờ em chứ. Chồng em quay lại, thôi tới nhà anh rồi em về đi. Là nhà ông kế bên. Dạ, nhà ngay đường này, còn em là phải đi qua một đoạn xa nữa. Bởi vậy chưa yêu ổng là đúng rồi. Phải cho ổng thời gian thử thách nữa. Vậy mà cũng nghe được tâm sự tới 4-5 giờ sáng được hay thiệt á. Cái đó là giống như cái nở hay sao á. Rồi nó nghe nè, đến bao cái lần mà đầu tiên em tỏ tình với cổ là như thế nào? Có một cặp vợ chồng của bạn gái vừa mới cưới xong, thì hai người đó đi hưởng tuần trăng mật, rủ về hai đứa tụi em đi chung. Em mua cái hũ đổ kẹo tùm lum kẹo vô, xong rồi cái em quấn băng rôn lại, rồi em mua thêm cái con thú nhồi bông nữa. Cái lúc đó tặng thì lúc đó là mới chịu làm bạn gái của em. Sau khi tặng hũ kẹo, tỏ tình và đồng ý rồi thì đêm đó nó cũng khó khăn lắm, nói chung là cũng, nói chung là cũng chưa đâu. Tới nhau là thực ra là hai vợ chồng do cùng làm chung ngành, nhưng mà có một người bạn offer với em á, có một cái job làm 2D game. Em giới thiệu cho vợ em làm, cái xong rồi em thấy cứ thức đêm làm hoài em thấy tội quá, cái em mới nhảy vô làm chung luôn. Thì làm chung á, thì thường á, vợ em sẽ qua bên chỗ của em làm, xong rồi qua chỗ em làm là cứ hai vợ chồng cứ thức trắng vậy, thức trắng suốt 3 tháng liền. Thì lửa gần rơm mày lâu ngày rồi làm cũng biết là tới luôn á. Dạ, dạ tới luôn. Sau này mới biết là vợ em có thai rồi. Sao em thực sự là em cũng không có đều, nên ban đầu là em cũng không tin là em có bầu đâu. Chồng em cứ kêu là thôi cứ đi thử cho chắc ăn đi. Thì hôm đó em cũng đi gặp khách hàng, và sau đó hai vợ chồng em vô quán cà phê, em vô em thử ra mà tay em cứ run này, anh ơi hai thì gặp rồi giờ sao em giờ. Nhớ bữa đó là tháng 7, tay vợ em run mà mặt mày tái mét, mà run cặp vậy đó. Em không có run mà em mắc cười. Xong về là bữa trưa là hai đứa không có đi học luôn, mà đi báo là về bạn bè tứ. Sắp tới khoảng 2 tháng sau tụi tao cưới nha. Sao ở nhà sao báo tụi nhà sao? Là bữa đó thứ 7 là chủ nhật cũng có hẹn với lại bên nhà vợ là qua ăn. Ăn xong xuôi hết rồi em nói dạ thưa hai bác, cho con với lại Diễm Anh cưới nhau. Nhưng mà em chưa nói cái vụ mà có thai. Ba mẹ của vợ em đồng ý. Nói vậy hai đứa tụi bay chừng nào cưới. Dạ, dạ khoảng 2 tháng nữa. Sao lẹ vậy? Cái lúc đó em mới nói ra là tại vì em rất là rõ ràng là xin phép ba mẹ đồng ý rõ ràng, xong rồi mới nói cái việc đó, chứ không phải là vì việc đó mà để ba mẹ đồng ý. Còn em nói với lại nhà em thì nhà em tưởng em giỡn. Đã xin phép rồi thấy người lớn đồng ý thì em mới dắt tới luôn. Dạ. Nói chung là gia đình hai bên chấp nhận. Rồi em bé nay là nhiêu rồi? Bé em năm nay 5 tháng rồi. Trời, là mới đây nè đúng không? Dạ. Rồi bây giờ các em làm cưới nhau rồi, có một em bé rồi, bây giờ là đến lúc nói về những tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, chồng em thì hay quên, mà không phải là quên đồ đạc anh, quên luôn vợ con nữa. Quên vợ con luôn là đảng trí. Dẫn hai mẹ con đi uống cà phê, uống xong rồi sau đó ảnh kêu là thôi chờ xíu anh đi lấy đồ để anh quay lại đó. Lấy đồ ở gần lắm anh, em nghĩ là chắc quay lại liền thôi, mà em chờ cũng phải 15-20 phút rồi chưa thấy, lát hồi ổng quay lại. Ôi xin lỗi anh, về tới nhà anh mới nhớ. Trời, anh nặng lắm rồi đấy ơi. Em về tới nhà xong rồi em mở cửa luôn, ông bà chết cha, hình như thiếu cái gì. Em không xác định là thiếu cái gì luôn. em mới vọng lại anh đi lộn, anh về nhà. Tại em chạy xe em hay suy nghĩ cái nhiều bữa mà kiểu cưới vợ xong á cho chị, em ngủ xong rồi mở mắt ra cái em nhìn ra hết hồn, ủa vợ tôi đi. Bên em hết rồi. Ủa tôi có vợ rồi hả? Cái lúc mà có con xong cái đặt con vô giữa, cái sáng ngủ dậy em thấy nó cứng cứng cái cục dậy em quay, trời tôi có con luôn rồi. Giật mình đùng đùng hoài luôn. Dạ. Đặng trí rồi còn gì nữa nè? Dạ còn ham ăn nữa. Có dành ăn với em không? Không phải dành ăn với em, nhưng mà ăn mà quên mất là có em luôn. Em chăm con xong rồi em nấu ăn trễ, chồng em cũng thương hay sao á, ngồi điện kêu là thôi thế để anh mua gì cho em đỡ đói nha. Chồng em mua hộp cá viên chiên với đống đồ ăn vậy đó, trong khi em làm cái lát hồi em quay lại ông để chừa cho em đúng một cục cá viên luôn à nè. Ông ăn sạch hết rồi lại em ăn hết luôn. Hiếu, em cứ ăn, em ăn mà vừa bấm điện thoại em cứ ăn liên tục. Cái xong rồi tí em thấy ủa sao cái hộp đó hết lẹ vậy. Cái lúc đó vợ em quay qua cái em mới kiểu chết cha, hình như anh quên. Có còn cái tật gì nữa không? Đây nè, dân đồ họa thì có mê chơi game không?
ngoài công việc ra thì ảnh mê chơi game lắm. Em cũng thấy hơi tủi nữa, tại vì em chăm con á, xong rồi em nghĩ là em đặt con lên giường, xong lúc con ngủ thì em cũng nghĩ là chồng em sẽ lại rồi lãng mạn rồi vuốt ve hay là âu yếm hay là ngồi hỏi vợ con em đây em có mệt không này kia. Không, đặt con lên xong rồi ổng lao lên ổng chơi game, ổng rủ em vô chơi luôn. Rủ em vô chơi luôn? Dạ. Rồi không. Em có chơi không? Em dạ có. Vậy đó, đó. Phải huy tận cùng có thiệt tình. Nhưng mà ý là em muốn chồng em phải lãng mạn như vậy con. Tuy nhiên là phải chi tiết, con muốn là em đâu có chơi giúp được. Con ngủ rồi thì em đâu có giúp được. Vợ con em đã yên bề rồi thì em mới bắt đầu chơi game. À. Thì hoặc là những cái lúc mà em bất lực, em không có giúp được. Hay tội nghiệp em quá ha. Kể tới tật xấu như vậy em kể. Rồi kể luôn. Bây giờ kể luôn đi, bây giờ tới tật xấu của vợ đó. Vợ em thì hay cái là hay lý do lắm. Giải thích là nhiều không gì giải quyết. Kiểu 10 giờ đêm rồi lúc đó hay vợ chồng đói. Đặt đồ ăn tới thì thay vì là từ lầu 3 mình phi xuống dưới đất lấy đồ ăn rồi mình chạy lượt lên thì hai vợ chồng ai cũng là biến hết. Cái em mới lấy cọng dây cáp dài thì là dài mà em quăng từ lầu 3 cột cái ví tiền. Em quăng xuống ở dưới đất xong rồi cho shipper tự lấy tiền ra xong rồi cột đồ ăn kéo ngược lên. Em đang kéo mẹ vợ em thấy em kiểu đứng hình luôn. Cái cảm giác lúc em của em lúc đó giống như tôi đang đi ăn trộm mà. Cái hôm sau em biết mình sai rồi, em chỉ nghe rằng em cười, em cúi mặt, em dạ. Còn vợ em không có, tại vì tụi con là sợ tốn điện mở cái cửa. Tụi con sợ tụi con sợ kiểu mở cửa ba mẹ thức dậy, tụi con phải bật đèn này cái nọ, còn phiền ba mẹ. Không, thật ra lý do chính là hai đứa làm biến. Tại sao có thật xấu vậy? Vợ em rất là thích quăng đồ trên giường. Đồ trên giường là lúc nào cũng máy hút sữa, tạ giấy này kia nọ. Mà em lại có cái tật là cứ đồ trên giường là em không có ngủ được. Còn tật xấu gì nữa nè? Trước khi cưới em lường trước rồi. Rất là hay cà khịa. Ví dụ như là cái bữa mà em đi khám bệnh xong buổi chiều em về, vợ em ngủ, ôm con ngủ thì em chơi game. Đang chơi giữa chừng cái vợ em dậy, cái vợ em cà khịa. Lâu lâu ở nhà được bữa cứ chơi game hoài thôi, thà vậy lên công ty đi. Cứ cà khịa em hoài cái em bực quá em đi lên công ty luôn. Còn không mà cứ em đi biển với lại gia đình thì em đeo mắt kiến. Bình thường em không có đeo mắt kiến. Cái vợ em cà khịa, đem theo ngắm gái hay chi vậy ông nội. Trời ơi, hey, thì em sợ lắm. Nói chung là nó móc chồng đúng không? Dạ, nhưng mà vẫn phải có lý do tại sao em làm vậy. Cái hồi quen nhau thì chồng em hay nói nhiều mà anh. Cứ gặp gái là nói nhiều, lúc nào cũng chọc được hết. Nhưng nhiều khi em ghét. Bây giờ em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Ảnh thì cũng cái là ảnh làm xong thì ảnh về nhà với em ngay luôn chứ cũng không đi la cà. Thì em nghĩ là như vậy là đủ lắm rồi. Không em muốn gì hết, đúng không? Thật ra em có những cái là đàn ông thì họ muốn thu vui là chơi game, còn hơn là đi ra ngoài người ta nhậu nhẹt hay là gái vú thì em vẫn thấy chơi game là một biện pháp tốt nhất cho ảnh. Rồi, con Hiếu. Vợ em cũng hoàn hảo đối với em. Tại vì vợ em khá là tâm lý. Vợ em kiểu ví dụ như muốn em đi về, vợ em không có kêu anh ơi đi về liền đi. Vậy em dễ thương lắm, chụp hình con đang nằm chờ em, cái chờ gửi qua cho em kìa. Em rất là tâm lý. Trời ơi, kiểu thằng bé hay con bé? Con bé. Con bé ngồi nằm ngủ không ngủ được á, chờ ba. Sáng rồi luôn nè Bi. Y chang, cứ con bé cứ tới 8 giờ tối là bắt đầu nó nằm nó đợi em. Cứ đợi nhiều bữa là nó đợi tới 10 giờ luôn mà em chưa về, nó không chưa ngủ, nó cứ nằm nó đợi. Em huấn luyện hay quá. Thì em không nhiều khi là muốn ngủ á bà dỗ. Là nó cứ khóc là em chỉ để cho ba nó bế thôi chứ em không được vô. Quá dễ thương ha. 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 Chúc cho hai em cứ luôn luôn ha, giữ mãi cái nét dễ thương như thế này đi cùng với hạnh phúc của hai em.